chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Quý vị thân mến, quý vị đã thấy trên sân khấu chúng tôi đang set up một cái vòng tròn mà chúng tôi gọi là khung. Khung này không phải là để chơi trò chơi cho chương trình, mà là trò chơi bắt đầu như những trò chơi mà chúng tôi đã chơi trước đó. Tuy nhiên lần này nó sẽ khó khăn hơn. Và chúng ta chào đón những nhân vật sẽ đến với khó khăn này. Xin giới thiệu Trương Thế Vinh. Chào mừng Tiến Luân. Xin hãy vỗ tay đồng nhiệt cho Lâm Vị Gia. Và tiếp theo là Lê Huỳnh Thủy Ngân. Không ai giới thiệu. Ghét mấy đứa hay tạo nét á quý vị. Người ta giới thiệu thì đi ra đi, tạo nét, đu cửa, đu đồ. Và khách mời hôm nay đó là nghệ sĩ Minh Dư. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chưa, chưa, chưa. Thì quý vị biết Minh Dư là trưởng thành là ở cái vai trò là giáo dục. Yeah. Là Minh Dư là bây giờ là hiện tại là đi dạy cho các em ở các trường. Dạ. Ôi, thầy Minh Dư. Thôi đi vô con, 20 tháng 11 qua rồi, đi vô. Ủa thầy Minh Dư, em bị đuổi khỏi trường lâu rồi. Vừa. Vừa. Nếu em muốn học tiếp tục môn của thầy thì là tháng 3/2024 tuyển sinh sâu nhé, mời em. Cảm ơn thầy. À, alo. Gì vậy, gì vậy? Anh Giang, chào anh Giang. Dạ dễ thương quá. Ủa ai vậy? Dạ. Ai vậy? Em học trò hả? Ngoài kia. Ơi, à, kia. Cơn gió lạnh. Không, cũng phải giới thiệu thôi. Đây, Ninh Dương Lan Ngọc. Với quý vị là xin giới thiệu lại một lần nữa là nghệ sĩ hài, thầy giáo bây giờ. Nghệ sĩ hài, thầy giáo. Anh ơi, nghệ anh cứ giới thiệu hai chữ thầy giáo mà em cứ phải chơi đàng hoàng nữa đó. Đâu, mình chơi là mình phục vụ cho cái chương trình mình. Dạ. Vui, đùa, thoải mái. Dạ. Còn cái nghề thầy giáo là nghề cao quý mà. Ủa, trời sao Giang vừa mới nói dấp luôn á. Cao xong cái có cái bàn tay nào đó chặn họng Giang lại. Khó khăn quá. Mời giới thiệu. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Và hình như là trước đây em cũng từng chơi chương trình Bảy Nụ rồi, anh Giang nhớ không? Với sự trở lại lần này thì chúng tôi đã đầu tư một sân khấu rất là rộng lớn. Dạ. Và nó cao, nhưng mà cũng đẹp hơn. Và với những nghệ sĩ cũ, tâm thế chơi cũng nhút nhát. Dạ. Hả? Ai? Nhẹ nhàng, nhút nhát. Đây nè. Ao. Cái phong cách này cũng nhút nhát đó. Và đây không phải là người thật, đây là sự giả tạo. Giả tạo đó. Đó. Lâu lâu hay tạo nét vậy đó. Dạ. Còn về trò chơi thì mình có thay đổi gì nhiều không anh? Rất nhiều luôn. Đặc biệt là ở vòng đầu tiên là vòng chia đội, chúng ta vẫn chơi. Và người thắng về một đội và người thua về một đội. Và đội thua sẽ bị phạt ngay lập tức. Dạ. Em đánh giá như thế nào? Đánh giá sơ bộ về cái sự phát triển của các chị em nghệ sĩ trong chương trình Bảy Nụ. Thứ nhất là về chị Ngọc. Em nghĩ là em không chơi với những người đã bị loại khỏi môi trường giáo dục. Đúng rồi. Đúng rồi. Trở lại thôi rồi. Nặng quá. Dạ. Nặng đè quá. Trời ơi. Ủa. Dạ. Làm gì sai? Đó, cái thái độ đó là bị đuổi đúng rồi đó. Không hết. Không hết. Dạ. Còn về chị Ngân thì em nghĩ là hai. Những xếp hạng của chị trong chương trình thì em nghĩ cũng không nên về đội của em. Ủa lúc nãy thì... khoan xin lỗi. Dạ. Lúc nãy là trong hậu trường em đề nghị về đội của chị. Chị biết hậu trường nghệ sĩ luôn thảo mai với nhau mà chị. Trời ơi. Trời ơi, lật như bánh tráng.
Em làm nghề bao nhiêu lâu rồi con? Nhưng mà em vẫn tin bình thường dự với em là ok ok đó. Em không nghĩ là một nhà giáo mà lại như vậy đúng không? Em không thể nghĩ một thầy giáo là như vậy được. Dạ. Thầy giáo là lên chè giảng đường thôi, còn cái này là sân khấu. Đúng rồi. Phải diễn xuất kìa. Dạ cho nên em nghĩ là em nên nương nhờ hai người đàn ông duy nhất trong chương trình này. Wow. Ủa? Ba người chứ. Ba người. Nhưng mà anh dẫn dắt chương trình rồi không nói. À đúng rồi. Dạ em đổi, nhờ anh Luật với lại anh Vinh thôi. Ừ. Dạ em rất mong muốn. Trời ơi. Chị xin gửi tặng em một món. Chị phùa em à. Ủa em nghĩ gì vậy anh? Em nghĩ trong này anh Vinh với anh Luật làm được cái gì? Em biết vì sao người ta gọi em là bị loại khỏi nền giáo dục không? Sao vậy? Mất dạy quá đấy. Mất dạy quá đấy. Trời ơi. Anh Vinh chưa bao giờ nói những lời này luôn á. Quá nặng nề. Anh Vinh. Bây giờ như này, bây giờ xin hỏi Minh Dự là dạ. cũng cho các anh em ở đây với lại quý vị biết thêm là đi đến trường là mình dạy về môn nào? Dạ, em dạy về những môn đại cương và những cái môn ứng dụng của văn học. Thiệt hả em? À, vậy là cấp mấy vậy em? Dạ, em dạy ở trường đại học. Những cái bạn sinh viên mà học môn của em thì các bạn định hướng rõ rồi là các bạn theo đi dạy văn phòng hay là làm truyền thông. À, dạ. Đúng rồi, tức là phải ứng dụng vào cái mục đích cuối cùng. Dạ. Vậy là chữ đến với chương trình là rất hợp luôn. Bởi vì chương trình mình rất là nhân văn. Dạ thì em cũng có nhu cầu hướng nghiệp cho mọi người mà. Nhất là Lan Ngọc với lại Thúy Ngân. Thế như Năng Khiếu. Tin nói Lan Ngân với Thúy Ngọc. Tự nhiên giờ kỳ quá. Anh ra nói hay lắm nha. Nhìn cái dáng là biết cái nghề, biết cái tính cách luôn á. Giờ anh nhìn nè, đây Minh Dự là thầy giáo nè. Nhìn quanh Luật là ma giáo liền, thấy không? Chị nói kỳ vậy. Rồi nếu mà nói tôi ma giáo thì nhìn đây là cái gì? Cô giáo. Kia là cái gì? Đó kìa, vừa nói là nó vậy liền nè. Kìa nhìn kìa. Các sĩ. Đó, ví dụ như em là bên văn học thì em đố một câu gì cho hai bạn trẻ của chúng ta. Dạ. Hả? Em xin hỏi à, hai chị, ai là người đặt tên cho dòng sông? Ai là người đặt tên cho dòng sông? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Mình có không biết thì cái mặt mình phải tỏ nó thông minh lên. Có một cái bài thơ gì đó. Dạ, bài thơ là chị loại của cuộc thi rồi đấy. Đúng rồi. Văn học, đây là tác phẩm văn học. Về một địa điểm ở ngoài miền Nam, đúng không? Miền Trung. Có nghĩa là lâu ngày quá tụi chị không có ôn tập lại á, thì đôi khi nó cũng quên. Thầy có chia sẻ, Thầy có sân chia sẻ. Kiến thức thì vô vàng. Có những thứ tụi em biết, có những thứ tụi em không biết và tụi em chưa biết, thì mong là thầy Minh Dự có thể giảng dạy, chỉ bảo tụi em biết rõ hơn. Dạ đúng. Em cảm ơn thầy. Hai đứa đi kiếm cây cột dựa vô đi. Vậy là cuối cùng ai là người đặt tên cho dòng sông? Dạ, ai đã đặt tên cho dòng sông chỉ là tên của một tác phẩm tác thôi phẩm. Và có thể theo tìm hiểu đó là những người dân và những bà con ở dòng sông đó, họ đã ưu ái đặt tên cho dòng sông, chứ không có một cái danh phận, một rõ ràng nào cả. Nhưng tác giả là ai ạ? Mình nói bình thường được không? Đang học môn văn, đang học môn văn. Tác giả của tác phẩm Ai đã tên dòng sông là Hoàng Vũ Ngọc Tường. Dạ. Hoàng Vũ Ngọc Tường. Xin cảm ơn anh tác giả đã cho ra một tác phẩm hay, để hôm nay thầy Dự làm khó chúng em. Hôm nay là lớp học văn hả? Đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta xuyên suốt chương trình là những buổi học giáo dục thường xuyên. Anh hơi sợ áp lực. Anh vô đem nữa không được giải trí. Có giải trí vẫn kèm theo học vấn nữa. Dạ. Bởi vì đa số bên đây cũng nghỉ học lâu rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có trò chơi chia đội như sau, xin mời. Chúng ta sẽ có 6 vị trí trong cái khung này. Bắt đầu chúng ta sẽ ngồi dưới, có hiệu lệnh các bạn sẽ trồi lên để dùng miệng cắn được cái thanh kẹo dẻo của chúng tôi. 3 nhân vật cắn được đầu tiên sẽ về chung một đội, 3 nhân vật còn lại sẽ về chung một đội và bị phạt. Và trong này có một phép tính, các bạn chỉ việc tính đáp án, nếu ai có đáp án chính xác thì sẽ mang về một phong bì duy nhất, có một cái quyền lợi đỉnh cao mà chưa bao giờ xuất hiện ở chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Phải làm được cho cái phép tính đó. Cái phong bì đó các bạn sẽ để cho bất kỳ một tập nào. Rồi, mời vào vị trí. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ui dạ, trời ơi, sao quay lẹ vậy? Quay lẹ quá anh ơi. Rồi sao đớp được? Cái này là nó tán vô mạch. Thôi, cái này mình chịu tán, mình ăn kẹo luôn không? Ồ, cái này nó nhanh vậy, sao ai mà lên nổi? Cái này nhanh lắm. Đó. Nó cũng đào lắm. Cái này nhanh lắm anh ơi.
vì phải nhanh, thứ nhất là để các bạn khỏi bị tán, thứ hai là các bạn phải đọc. Thứ hai là các bạn phải đọc được cái phép tính, phép tính. Như vậy là Minh Dự đã có một chiếc vé về một đội chiến thắng. Việc bây giờ của Dự là giải được phép tính. Chưa nha, tiếp tục chưa được nha. Má bóc mình Minh Dự thôi nha. Ây da. Thí Ngân về chung đội Minh Dự. Rồi, rồi Lam Tử Dạ đã về chung đội với Minh Dự và Thí Ngân. Chưa. Chưa. Thôi cái kẹo đó bắn đi. Ê, chứ mà cái kẹo đó bắn nhầm nó nhả ra, nó ghê quá à. Trời ơi, cái chỗ này ghê quá, thôi qua chỗ này đi. Lam Tử Dạ đã về chung đội với Minh Dự và Thí Ngân. Việc bây giờ là giải phép tính và tìm ra cái quyền lợi. Bỏ tay xuống. Ê, em giải nè. Bỏ tay xuống. Em giải. Bỏ tay xuống. Rồi dồn đi rồi giải. Đúng rồi, Như Ngọc thì đúng rồi đó. 4 3 nhân 4 12 12 40 trừ 20 là 20. 20 trừ 12. Bỏ để chạy. Bằng không. Bằng bỏ cho nó quay. Trừ 12 là 8. Không chính xác. Bằng không. Bằng không. Bằng không. Bằng không. Em nói trước rồi. Em đúng rồi. Đáp án bằng không. Trương Thế Vinh đầu tiên. 20 x 2 là 40 nè. 40 chia 1 là 40. 40 chia 40 là không. Em ở dưới em nói trước rồi. Không. Trương Thế Vinh là người nói đầu tiên. Đúng rồi. Em nói dưới trước. Bây giờ đội thua sẽ bị phạt. Riêng Trương Thế Vinh dù bị phạt cũng có một quyền lợi cá nhân. Quá tuyệt vời. Quá đỡ. Quá đỡ. Bây giờ là hình phạt của chương trình. Ai bị phạt trước? Em. Mời. Thôi. Đọc. Để tôi. Tôi lớn nhất. Cởi một chiếc giày. Cởi một chiếc giày. À, tôi hiểu rồi. Cởi một chiếc vớ. À, đặc sản đây. Đây, nước súc miệng. Em nói mùi gì anh? Đây, máy tạo ngứa. Muốn chọn ở đâu thì chọn hả anh? Đưa cái chân qua cho bạn, gác chân lên đây. Đúng rồi. À, ngậm nước. Ngậm vô. Chết anh luật tôi rồi. Ủa gì vậy? Sao lại cho anh ngậm cái đó? Vậy bữa này mới làm em trà lên miệng luôn rồi sao? Anh Giang, nếu vậy là bên phần này mới bị phạt nè. Không, bên này mà phun ra là toàn bộ mình nhào vô. Ồ. Rồi. Ngọc ác quá à. Nhẹ thôi. Ghê quá anh ơi. Trong lòng mình chân ấy, nhẹ nhẹ thôi. Ghê quá. Anh phải bị phạt chứ, anh phải ngồi cái này bị phạt chứ anh. Phạt. Anh ngồi xuống để tụi em phạt anh. Đúng rồi, một cái nữa. Dậy lên, dậy vô đi em. Làm ai vậy? Chị Ngọc. Chị Ngọc phun vô mặt em ấy. Thì đó, chắc chắn rồi. Mặt em ấy, chị không chơi dơ nhưng lịch. Thôi, cái nết chị mà. Vô. Chị Ngọc. Trời ơi, giới mà chỉ còn dám hửi. Trời ơi, Ngọc nữ hả? Chị dạ, tới tấp liền nha. Này bà vô. Em mà phun dự là tôi rõ liền. Là cái gì? Nào. Ở đâu có vô đâu, miếng nào đâu. Ngọc không có sợ nhột. Tại vì không sợ nhột. Mình làm nhiều quá đau, là vô làm nhiều quá đau. Chà gót, chà gót. Chà gót đúng rồi. Chị lạc của. Chủ luôn nói chút miệng hả? Chị làm cái gì? Cái gì? Chị không chọn được rồi em nha. Mua mặt em ơi, chị
chị không chơi dơ nhưng lột đồ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Sao? Ra đi Ngọc. Rồi, chưa thấy gì. À, không có ngọt. Ghê quá, sữa bọt luôn kìa. Ngồi thứ này. Rồi, đấu nhau nè, đấu nhau nè. Đúng rồi, phải đối kháng vậy chứ. Lỡ là em. Thưa quý vị, nghệ sĩ là như vậy đó. Anh trai mình đánh, mình đánh. Chúng ta đã có hai đội, đội thắng bên đây và đội thua bên đây. Riêng Trương Thế Vinh là được một trong hai phong bì này và không được mở ra. Chúng ta sẽ giữ đến khi nào tình huống cấp bách cô hãy mở ra, đó là tiệc chiều cuối. Em không có may mắn, đây, ai bóc giùm em đi. Em là đây, vợ, đây, đây, đây. Em là vợ của anh Vinh lên. Ủa cái gì vậy? Bóc giùm chồng. Ừ, để em nha, để em nha chồng. Anh bóc giùm em đi. Chị Ngọc ơi, nãy lúc mà chị phun nước ra là chị lỡ phun luôn cái tự trọng của chị ra ngoài phải không? Dữ, em nặng lời với chị. Trời ơi, mà hồi nãy có chét cái vớ lên trên cái đó. Chồng chồng đi đi. Đúng rồi. Thưa quý vị, ngay bây giờ là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Show. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Đây là trò chơi cần sự cân bằng và khéo léo cũng như sức mạnh. Đấu từng cặp, mời chọn đối thủ. Chị Lâm bị dạ, chị Lâm bị dạ. Có nghe là sao thua mà mạnh miệng vậy? Đó đó, té cái tụi người chắc chết. Đó đó, té cái tụi người chắc chết. Ê, cái này khó cân bằng quá dạ ơi. Lên. Em chọn cái người bị tiền đình nữa thì dạ ơi, em yên tâm. Nhưng mà chị dạ cân bằng tốt. Nhưng mà hai người được quyền dạ, sổ nhau hả? Dạ tự tin bước lên mấy bước, một bước còn muốn té rồi. Nắm anh nè, nè quay qua đây, quay qua đây. Cái này khó cân bằng quá anh chị dạ. Coi chừng. Ơi cái này khó nha. Rồi, chúng ta sẽ có luật chơi như sau. Quảnh tôi xì, ai thắng thì được quyền đập người kia. Sau mỗi lần đập, nếu không ai rớt, chúng ta quảnh xì lại. Ngồi chùm hổm xuống, ngồi chùm hổm. Ra ngồi chùm hổm đó hả? Đúng rồi. Quay ra ngoài đi, em quay ra ngoài đi. Sao thấy khó vậy? Không gì khó chứ, đó, ngồi sát hai chân lại. Rồi, sau mỗi lần quảnh tôi xì là được quyền đập cái người thua. Nếu không ai rớt, chúng ta quảnh tôi xì để giành quyền đập lại. Để nghe, giữ thăng bằng nha. Một, hai quả sushi. Một. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Hay quá vậy ta. Hay quá. Đỡ em lên vô. Bây giờ chị bị đồng đội chị xua. Đỡ chị lên vô. Xua đuổi. Nè, đồng đội chị không giúp chị thấy không? Anh cặp nhớ đó. Lúc Mỹ Ngân anh... Mỹ Ngân. Lên lên à. Em sợ anh à. Quan trọng là mình phải thắng cái xì xầm nha anh. Đúng rồi. Hút một cái thật mạnh vào. Anh Luật anh không có cân bằng được mà. Anh không có cân bằng được mà. Phải phải lối rồi, tôi kêu lên chưa gì hết. Luật là dễ thua lắm nha. Trời ơi. Dạ, đâu. Cầm chỗ này cho anh đi. Vô anh trai. Sợ cái gì. Ê chị ơi. Ê chị ơi. Chị ơi chưa chơi mà chị té rồi chị. Lên.
Khó quá à. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Giờ đợi em cái. Thôi ông kéo anh luôn á. Thôi lên từ từ nha. Ngồi đây. Xuống chùm hổm nào. Cả hai ngồi xuống. Chị ngồi xa ra anh quýnh chị bây rồi, giờ. Rồi đưa con gấu. Đưa con gấu giùm ông. Sao tay này dịnh nha. Rồi quán tôi xì. Một hai chưa. Một hai chưa. Đứa cười. Cười là không thăng bằng được đâu. Thôi buông ra quánh tôi xì mà. Một hai quánh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, con chuột với con voi. Em chưa xuyền rồi là anh đang anh rồi. Em chưa xuyền là gì? Chưa xuyền là gì? Tội nghiệp mà ngân quá à. Tỷ số hiện tại là một đều. Ăn thô là quánh tù xì á. Ăn thô là anh đó. Đó sao chị yếu vậy? Quánh tù xì được không? Được, được. Quan sát vô xíu anh Vinh. Thôi được kìa, được không? Em quýnh tới mà. Một. Anh ơi, đừng lắc lư em bé đó anh. Và bu, ngân bu, 1, 2, 3, quánh tù xì. Rồi, chiến thắng. Đánh. Chết rồi. Chết rồi. Ba lượt đầu là đội mình đang thắng với tỷ số là 2-1. Bây giờ là lượt chơi hai người. Giờ đánh đến khi nào rớt hết hai người xuống luôn mới tính đúng không anh? Vẫn còn một người. Đội nào còn lại là đội đó thắng. Mình chơi lớn không? Lớn là sao? Đứng lên ngồi xuống đây. Lẹ hết luôn anh. Chơi lớn đi, chợ gì? Thôi, lẹ đi. Vinh buông ra, người ta đã buông ra. Rồi, quán tôi xì đi. Ai đại diện quán tôi xì? Đây. Đâu, ai đại diện? Đây. Từ từ như nó gấp gì vậy? Căng thẳng vậy anh lộn. Đâu phải đi đến lộn. Đừng nhắm mắt. Quán tôi xì đi. Đây nè, 1, 2, 3. Gì đâu căng. Gì đâu căng mấy anh trai. 1, 2, 3. 2, 3. Yeah. Trời ơi. Mình có quyền giữ đồng đội mình, đừng giữ đội bạn. Không giữ đội. Đã chết là chết mình, chứ ai kéo bạn mình theo. Quá. Rồi, quánh xì lại. 1, 2, 3. Rồi, hay quá. Chị Dạ, chị Dạ. Một phát. Thôi, thêm nữa luôn. Thôi, thêm nữa luôn. Rồi. Ngân gớm nha, tôi không có giận. Đúng rồi. Rồi, Ninh Vinh Ngọc sát vào. Thôi được rồi, em vô đây được. Không. Sát vào. Một, hai, ba. Trời ơi, con em tôi. Tới, trên tới. Tôi. Tới, trên tới. Phải vậy? Wow. Tôi. Tới, trên tới. Phải vậy? Wow. Wow. Trời. Wow. Wow. Yeah. Wow. Trời. Wow. Trời, chị dạo luôn. Trời, chị dạo luôn. Chơi gì nữa? Chơi gì nữa bây giờ? Thiệt luôn. Gì vậy chị? Có đỡ không? Bà quýnh ta mạnh quá bà té.
tại chị bất mặt quá. Rồi bây giờ mình có một cặp khác, một người chơi hai lần. Đúng rồi. Da nó chọc vô mắt tôi rồi. Rồi quả tù xì. Không có dính nhau. Nhỏ đi. Chị dính em nè. Quả tù xì. Một, hai, quánh. Quả thứ hai. Hay quá. Hey. Anh lột trớn em. Hết rồi. Hết rồi. Lực kéo Ngân chứ, Ngân không có bị té. Rồi, Vinh sát vô. Tham quá, bé Ngọc nhắc anh quýnh lúc lúc hai người làm chi. Anh quýnh bệnh Ngân té rồi. Quýnh hai người luôn hả? Hay quá. Một, hai, ba. Rồi, một, hai, ba. Rồi, hai, ba. Rồi, định mệnh nó quy định. Đây. Không, con của em chứ. Dù Ngân có đó em vẫn còn em nha. Ủa gì vậy? Gì vậy? Đúng rồi, đánh ra rồi. Đúng không? Sao nhẹ nhàng như nó. Thương hả? 1, 2, 3. Trời, thương nè. Hay quá con ơi. Vô. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quốc tuyền Ngân. Thương không? Wow. 1, 2, 3. Ừ. Cái gì vậy? Dữ vậy trời. Do em anh ơi, em thương người ta, em để còn người ta đâu thương em. Bay cái não em đi. Cái này tôi gọi là thương một người không đáng. Yêu một người vô tâm. Đừng có nói từ nữa. Yêu một người tào lao. Đừng có nói từ nữa. Vô. 1, 2, quả tù xì. 2, 3. 2, 3. Wow. Rồi đi tuổi. Hay giỏi quá Vinh ơi, anh đây là hero. Của anh là gì? Hello là hero. Như vậy là tất cả những lượt chơi vừa rồi đội của mình toàn thắng. Không phục. Em có quyền thách đấu. Em thách đấu là bây giờ là cái người nào xìm xàm xong, cái người kia đỡ trên quýnh xuống một cái. Đứng dậy quýnh. Em mời anh Luật vô. Một, hai, ba. Hai, ba. Rồi đứng lên bánh ta. Đứng nào được không? Đứng có được nha. Đứng cho được nha. Thôi lực ngồi im đi. Anh đừng có. Cái đó anh nhìn xuống vậy.
Hay quá. Hay quá. Hay quá. Ủa sao vô lại sao ra? Thầy chơi, tôi đóng hành nãy á. Sao nằm luôn. Quả báo. Cái này người ta gọi là quả báo chẳng tiền. Tất cả là quả báo. Cô bé gốc kiếp. Chị đẹp mới đau á, chị đẹp mới nặng á. Đâu có, chị Ngọc là chứ là quét vô mặt em thôi. Kể cả phần thách đấu, đợi mình cũng thua. Không, không. Vào đây. Vào đây. Chị áo à. Không, không. Vào đây. Vào đây. Chị áo à. Ai đặt tên cho một dòng sông à? Ủa em đâu có mong muốn gì đâu. Này thì ai đặt tên cho một dòng sông? Ai đặt tên cho một dòng sông? Bây giờ mình chơi lớn không? Chơi lớn rồi. Đứng một chân. Ok. Này đứng lên anh đỡ lên cho, anh đỡ lên cho. Ngọc thăng bằng tốt ghê trời. Đó. Đỡ lên cho. Ngọc thăng bằng tốt ghê trời. Đó. Đó đi. Rồi, quán sushi. 1, 2, quán. Rồi, thắng. Trời ơi. Trời ơi. Như vậy là Minh Dự vẫn thua. Có sao không? Có sao Dự? Sao vậy? Sao giặt cái chân? Sao không? Sao giặt cái lần vậy? Vẫn thua được. Câu câu em. Rồi hên, chúng cái mông nó chưa tưởng chúng cái gì. Sao em bực bực em tụi cậu thang vậy? Sao tự nhiên tụi cậu thang vậy? Dự ơi, cho anh hỏi ai đặt tên cho một dòng sông? Ai đặt tên cho một dòng sông? Em xin hỏi à, hai chị ai là người đặt tên cho dòng sông? Ai đặt tên cho một dòng sông à? Ủa em đâu có mong muốn gì đâu. Còn một con gà nhà em không lẽ đâu đốt cho đâu em? Rồi. Từ từ coi. Hai chân đi, em đứng một chân. Một chân. Rồi 3, 2, 1 co chân. Ở dưới quả tôi xì phụ đi, ở dưới quả tôi xì phụ. 1, 2, 3 Trời ơi. Thắng Vinh, thắng Vinh, thắng Vinh, thắng Vinh, thắng Vinh, thắng Vinh. Anh Vinh thương chưa? Nói chung là thắng bằng anh yếu. Nói chung là từ nãy giờ chưa vui chứ mình cũng thua rồi. Nói chung là thua rồi. Ở vòng đầu tiên các bạn chiến thắng 1-0. Bây giờ là trò chơi thứ hai. Cool 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Sau đây chúng ta sẽ có một trò chơi mang tên là Quýt làm cam chịu. Sẽ có 3 lượt chơi, mỗi lượt là 10 câu hỏi. Và người này trả lời sai thì đồng đội của mình sẽ bị phạt. Đơn giản vậy thôi. Ngọc bị gì vậy? Đồng đội em bị phạt mà em đừng có làm cam chịu. Bên đây toàn là gây thù chuốc oán với mấy ảnh không mà. Mấy ảnh không cần thắng luôn á. Không cần thắng luôn. Dạ. Yeah. Mời vào vị trí. Đây là những câu hỏi có khi là kiến thức, có khi là vật lý, giáo dục công dân. Sao nhiều vậy á? Có khi là câu tà thính, có khi là đối chữ, lẹo qua lẹo lại. Nó nhiều phạm trù. Dạ thì tất nhiên những cái đó em không biết. Không biết cũng biết. Em cũng không thắc mắc gì hết. Cú này là chị sống chết thế nào là do em đó. Câu đầu tiên, ai biết giơ tay giành quyền trả lời. Đồng đội nào nhắc lập tức bị luôn, không cần phải trả lời nữa. Dạ. An bị bệnh viêm họng. Tức là cô bé tên là An. Dạ. Chứ không phải là An trong đất phương Nam. Dạ. Rồi rồi rồi. Là một bạn An nào đó. Đúng rồi. Bị bệnh viêm họng. Do MC hay giải thích thôi. Hay giải thích thôi. Dạ. Yeah. An bị bệnh viêm họng. Người ta nói An như thế nào? Như thế nào? Ê! An hay ho. Đập. À!
ơi. Avatar. Cái miệng đang thui rồi, ghê quá. Anh ơi, lát anh cũng phải ngồi đó thôi. Dự bình thường em nhanh nhạy lắm mà dự sao tự nhiên đây em bị sao vậy? Sấn não hả? Sấn não hả? Câu tiếp theo. Mép gì luôn ướt ướt? Trả lời. Mép xong. Chính xác. Chính xác. Trời ơi. Sao chị nhanh quá vậy? Thầy ơi. Ủa cái này mép môi được không ta? Cũng được anh. Mép môi được đúng không? Mép mi. Em tại chậm. Em là người của đội kia cử qua. Em là người của đội kia cử qua làm đội chị đúng không? Em giống bà táo quá. Mép môi, mép sông, mép ao, mép suối. Câu tiếp theo. Đây là câu đối chữ mà con cá này có thiệt ngoài đời. Con cá. Cá gì bắt là nó đánh? Cá đập hả? Dạ cá bóp. Giật. Đúng rồi, phải như vậy. Ô màu đúng không anh? Đúng. Đánh một cái bóp. Nhưng mà anh Vinh có thấy ok không? Anh thấy xây sẵn mặt mày rồi. Thì cũng phải có qua có lại chứ. Con cá gì? Đúng hả? Hay bị body semin răng miệng. Semin răng miệng. Cá hô. Vô. Xin lỗi chị. Ý nghĩa gì với câu xin lỗi đó? Em xin lỗi chị có ý nghĩa gì đó? Ba câu rồi hết rồi đúng không anh? Chưa. Chó gì dùng viết chữ được? Chó mực. Không, bên này trước, bên này trước. Leo leo, chó mực, leo. anh bỏ cái tay ra. Ủa? Thôi nhưng mà chị tại chị cũng muốn cho anh Vinh bị. Trời ơi. Anh nghe không? Đâu có điếc. Đâu có điếc. Vừa anh lắm. Nhưng mà mình đủ thắng là được rồi đúng không? Lát anh đủ thắng anh cũng như vậy. Xin mời quýt mới và cam mới, lượt đầu tiên đội Nữ Như Lương Ngọc Thắng. Bên đây là ai? Trương Thư Dinh. Đây là trời ơi cái gì vậy em? Đây là nghiệp của anh à? Nghiệp của anh à? Điệp hay đi nằm vùng người ta gọi là gì? Biến, điệp biến. Điệp nhắc rồi. Ủa là đội. Đội bên đây mà. Là đội anh nhắc á. Nhắc hả? Đội anh nhắc anh á. Vậy là đội đó bị. Đội đó bị. Ê anh ơi. Từ từ khoan. Đây không có công tâm. Từ từ khoan. Phải chơi mỏi là. Khoan chơi mỏi. Mà mất cái gì mình không chơi thấy mà mình cứ ngồi như hoài vậy. Mình chưa nghĩ ra. Anh bị đánh cái nào anh... Rồi mất gì mà mình nhắc cái đội bạn. Đâu, đúng. Em thấy anh Vinh đó là hả? Nè, đang rất là tự tin, em tưởng là anh giơ tay. Đâu có. Không được nhắc. Nhắc có thắng không thành thua. Đúng. Thấy chưa? Kêu mà phải kêu con người nha. Không phải nó kêu con người nha. Đúng nha. Mời nha. Bỏ tay xuống. Nhẹ, nặng, đau. Đau. Bỏ tay xuống cái gì vậy? Đáng tư người ta cũng vậy đâu vừa. Nhẹ thôi. Anh Luật ơi, sao nó đen lên tới cái trán của anh vậy? Câu này dễ. Tiếng Luật. Lúc thì thấy vui, lúc thì thấy buồn vì một hội chứng. Đó là chứng gì? Từ thứ hai tới thứ sáu. Vinh. Chưa. Chứng gì? Từ thứ hai tới thứ sáu. Lúc buồn, lúc vui. Màu đỏ, màu tím, màu xanh, từ lưa. Lúc vui, lúc buồn, lúc tiểu.
lúc thì chết tôi rồi. Chứng gì? Chứng gì? Trả lời đại bị khùng đi chứ mệt quá à. Anh Vinh giơ tay rồi kìa. Lật lúc buồn lúc vui gì cái chứng đừng đó. Đừng dơ anh Vinh, đừng dơ. Chứng gì? Bỏ. Chứng gì mà không ai biết đâu. Thứ sáu cuối tuần nghỉ. Chứng gì ta? Không có là cả hai bên bị đập chứ. Năm. Chứng gì? Bốn. Anh đâu biết đâu mà. Hai. Một. Hết giờ. Bây giờ tôi hỏi chứng rụng phải không ạ? Lật thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc lên lúc xuống. Chứng khoán. Chính xác. Đập, đập. Đạp gì? Đạp hết giờ rồi. Anh phải nói có màu tím mà chồng em mới biết. Nãy nói tím rồi. Đâu liên quan gì đâu. Trời ơi, anh chỉ cần nói cái màu tím thôi là em biết liền. Cả hai đều không có bán nên cả hai đồng đội mình bị phạt. Anh tím liệm luôn rồi. Anh Luật như mới né lũ mìn. Câu tiếp theo. Cá không ăn muối cá ương, vậy cá ăn gì khác thì cũng không ương. Cũng không ương hả? Cá ăn gì khác? Anh đang nói là câu thơ hả? Cá không ăn muối cá ương, cá ăn gì khác thì cũng không ương. Cái thơ gì kỳ cục vậy? Thì cá ăn muối, cá không ương. Không cá ăn, cá không ăn muối chứ. Không ăn thức ăn thôi. Ăn thức ăn của nó chính xác. Đúng rồi. Con cá là con cá sống mà bé. Đúng nhưng rồi. Mà không nói chị ơi, đâu ai quy định cá sống có chết đâu thì nó ăn muối thì nó không ương. Không con cá nào ăn muối hết. Chỉ có toan bột nãy giờ 3 lần. Cho 10 cái ly vào một cái chén ăn cơm. Hỏi khi nào ly đầy. Sao toàn câu hỏi gì đâu mà khó. 10 nó dễ cái ly mà khó vậy. 10 cái ly bỏ vô cái chén. Một ăn cơm. Cái chén ăn cơm. Ngồi xuống im lặng. Hỏi chừng nào em lặp lại câu hỏi đi. Hỏi chừng nào ly đầy. Đập, đập. Nhiều chuyện đập. Ủa gì vậy mà sao đập lượt? Sao đập lượt? Tại anh nói không có rổ vậy. Anh ơi, anh kêu nhiều chuyện đập thì anh chỉ em đâu có biết ai. Đập là bên đây lượt có nói gì đâu. Anh ơi. Trả lời cho chị dạy. Trả lời. Không có đầy. Đúng chính xác. Đúng rồi. Thì em đập. Tôi đập rồi. Tại sao? Rồi. Rồi ok vậy anh ngồi xuống đi. Mời thầy giải thích. Đó, bỏ ly vô chén. Chén phải đầy chứ ly đầy chi. Đúng rồi. Chết rồi anh Vinh hôm nay yếu nghèo quá à. Không câu hỏi nó khó thiệt. Cái gì vậy? Truyền qua mấy chút. Mấy câu rồi anh? Một câu nữa. Lẹ đi chứ khó thở quá rồi. Khó thở quá rồi. Sao lúc anh đập người ta anh không khó thở? Lúc đập sao khó thở? Đúng. Lúc đập thở được. Đôi vợ chồng trẻ ăn gì trước lễ cưới? Trước khi đám cưới ăn gì? Giờ đây. Ăn cơm. Đập. Ăn hỏi. Trời ơi. Để nói. Làm ơn đi Vinh ơi. Trước khi giờ làm lễ mình chưa ăn miếng cơm. Đỡ đói bụng. Nếu mà hỏi ăn cơm thì hỏi chị. Thua đúng 5 câu luôn Vinh ơi. Vinh là chưa thắng câu nào. Lượt đầu tiên là Ngọc thắng, lượt sau là Vinh thua. Tỷ số hiện tại là 1-1. Bây giờ lượt cuối cùng để phân thắng bại ở trận ngày hôm nay. Tôi đề nghị đem hai cái mâm qua đây. Hai người trả lời sai bị ảnh hưởng luôn. Em xin một chai nước lên đây luôn. Chi vậy? Em đổi cái mâm này. Vậy thì 4 cái hột gà luôn. Trời ơi. Làm bánh à? Làm bánh. Bà thím bà chơi lấy khăn giấy rồi tùm lum la kìa. Nhỏ này chưa thì là mắc cười. Thú bỏ vịt là con thú hay con vịt chúng tôi không quan tâm. Nhưng thú bỏ vịt đẻ trứng cho con bú sữa qua da. Vậy thú bỏ vịt sống trên cạn hay dưới nước? Trả lời. Bây giờ sống trên cạn hay dưới nước? Con thú bỏ vịt. Năm. Sống cả hai. Có hai nơi được không anh? Ủa có quyền chọn chứ. Hai nơi chết đáng chịu. Được. Sống hai môi trường. Bốn rồi kìa. Sống hai môi trường là sự nhắc của Lan Ngọc. Không có em nói trả lời hai nơi được không? Lan Ngọc mới vừa nhắc. Trước phát là đập Lan Ngọc cái đã. Em đội của anh Luật. Khoan, đội bạn thì không có không đập. Đúng rồi. Em đội bạn mà. Là sống hai môi trường. Là lưỡng cư trên dưới. Dạ. Chính xác. Nhưng mà em muốn đập. Đúng rồi. Đi nhắc người ta. Ủa
Mà sao đội mình đi nhắc đội người ta hoài vậy? Lý do gì đội mình nhắc đội người ta hoài vậy? Wow. Rái cá, đẻ trứng hay đẻ con? Trời. Mời. Đẻ con. Chính đúng xác. Rồi. Chị Hằng là nếp nhăn của chị luôn kìa. Khi chúng ta áp là chúng ta đặt vào đó, hai đáy của hai hình tam giác cân, ta thu được hình gì? Mời. 5. Hai đáy của hình tam giác cân. 3. Hình vuông. Quá tuyệt vời. Sai. Thôi đúng rồi, hình thôi. Hình thôi. Trời ơi. Trong hai bạn có ai coi phim Spider-Man không? Có. Nhân vật chính tên là Peter Parker. Trời. Bị gì cắn mà trở thành Spider-Man? Con nhện cắn. Chính xác. Ủa sao câu dễ vậy anh? Dễ sao em trả lời? Thì em đưa tay lên. Chị đưa một cách rất chần chừ, giống như đó là giống như chị phân vân giữa con nhện với con cá. Con cá. Em tức đội với em nói thiệt chứ. Anh hỏi em, phim người nhện thì con nhện cắn ông đó ông nó thành người nhện. Vậy thì phim người sói thì cái con gì cắn cái ông đó để ông nó thành người sói? Hả? Con gì? Phim người sói, không phải con sói trắng mà là trong máu ông đó có dòng dõi sói. Dòng dõi sói. Ngốc nghếch. Anh nhớ đây, được lắm. Có coi Harry Potter không? Dạ có chút. Chết, cái này tôi không có coi, mà tôi có đọc truyện thôi. Đọc truyện hay coi đều được. Thú cưng của Harry Potter con gì? Con cú. Dạ. Con cú. Con cú là thú cưng của Harry Potter. Bỏ ra. Bỏ ra. Tự làm. Không, anh thích. Dạ làm cú rồi đó. Oh. Để anh nhắm lại, nhắm lại. Y chang cú luôn. Cú, cú, cú. Lỗi, nhìn mặt chị dạ giống con chim heo. Đâu ra câu hỏi cuối ok quá chứ. Em nghĩ ngồi cái chỗ này mà bé Ngân trả lời là chỉ có chết. Cố đi, đây hãy chụp một tấm hình với thú cưng nào. Chị đậu tay em đi, em làm mê chứ. Mê nào không mê. Mê trời ơi. Mê thiệt á. Mê là cái con gì? Anh có coi Xin Bét không? Có. Em biết cái nhạc Xin Bét không? Nhạc Xin Bét em biết chút chút à. Đâu, cái nhạc mở màn của Xin Bét. Cái câu chào mở đầu của Xin Bét là gì? Hãng phim. Hãng phim Atlantis và đài truyền All American thực hiện. Xin Bét. Ai là người xuất hiện trên hình đầu tiên? Con chim cú hả? Không phải là cú. Trong đó không có con cú. Anh hỏi tâm mình sorry coi bà biết không dạ. Hay đó lâu cái này. Con cú xuất hiện trong một bộ phim khác. Đây nè, đây, con cú xuất hiện đây. Anh xin lỗi gì vậy? Như vậy là sau 3 lượt thì đội Tiến Luật, Trù Thi Vinh và Lan Ngọc chiến thắng. Sau mấy vòng đứng chơi nó cho em thua em chịu hình phạt luôn cho rồi đi. Bây giờ là vòng 3 của 7 nụ cười. Sao?
game mon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Thưa quý vị, đây là vòng 3 của buổi tối ngày hôm nay, chương trình 7 nụ cười. Hai người không ai đúng hết, sai hơn người ta nhiều nha. Sớp ơi là sớp. Bây giờ trò chơi này hơi căng thẳng. Tấm thảm màu đen này chính là nơi chúng ta giao chiến. Giao chiến. Mỗi người sẽ có một cái nón chúng ta để vào mặt và chỉ có một cái lỗ nhỏ để nhìn thấy đường đi mà thôi. Chúng ta có 3 lượt chơi. Mỗi lượt chúng ta sẽ có 3 cây súng ngẫu nhiên nằm trên cái thảm này. Ai tìm được, mò mẫm được, chụp được thì dùng súng đó bắn vào người khác. Yeah. Người nào cuối cùng ở đội nào không bị vết sơn vấy vào áo thì người đó mang về 1-0 cho đội của mình. Yeah. Nhớ mỗi cây súng nó có một giới hạn sơn rất ít. Mình bắn một lần phung phí quá là mình sẽ thành người hết đạn và bị người ta sẽ đi lùng mình và người ta sẽ hại mình. 3 lượt chơi là 3 màu sơn khác nhau nên chúng ta không thể ăn gian được. Cái này đeo 2 giây vào đầu luôn. Anh đeo sao hả? Nghe ở dưới mà vậy hả? Chưa đeo cho một cái mỏ em chưa đủ nhọn. Hay sao đeo đi nữa. Rồi mời tất cả lui 2 bước, mỗi bàn xây giờ voi 5 vòng tại chỗ. 3 em 1 xây. Rồi hai. Chơi chưa mọi người ơi. Cẩn thận, có người đã cầm súng rồi, cẩn thận. Nằm thấp xuống đi Ngọc ơi, nằm thấp xuống. Thúy Ngân loại, dừng lại, không được bắn nữa. Thúy Ngân loại, dừng lại, không được bắn nữa. Rồi, Lam Tử Dạ loại. Nhiều lắm. Ủa, bắn thì lao trắng được, em đang có quần không à? Vậy là đội bên kia chỉ còn một mình Minh Dự mà thôi. Anh Vinh Giang, anh Vinh Mở Vinh Thúy là Minh Dự bên kia, Minh Dự bên kia Minh Dự vào thảm. Ở dưới. Bỏ con súng ra đi tìm súng đi. Minh Dự đây nè. Dự đâu Minh Dự đây nè. Sao lưng Dự đâu Minh Dự đây. Trừ thế Vinh loại. Minh Dự loại. Như vậy là tồn tại là Tiến Luật và Lan Ngọc. Bây giờ là lượt thứ hai. Màu súng, màu nước sẽ khác. Để vào, rồi xoay mỗi người 5 vòng rồi. Trung thực nha. Move. Cẩn thận. Đâu. Lá ngọc loại. Tiến lược loại. Chỉ còn mình Trương Thế Vinh. Ủa, con đeo kỳ vậy? Con đeo hướng mắt gì vậy? Ngân đeo vàng rồi. Ủa, đeo nhìn lỗ. Đây giờ sao thấy được? Bắn. Bắn. Vinh ơi, vẫn còn một cây súng Vinh ơi. Bên phải, cúi xuống. Kéo đi, tay xuống Vinh, ngay tay anh luôn. Xuống. Là vô. Bên tay trái, em mới rà. Không. Tiếp ra mạnh lên Vinh, ra qua phải, ra qua phải, Vinh ra qua phải. Thank you.
Rồi, Trương Thúy Vinh loại. Như vậy là ở lượt này, đời của Trương Thúy Vinh, Lan Ngọc và Tiến Lực thua. Nhưng mà Ngân đeo nón kỳ vậy? Để Ngân đeo nón đeo giày. Là như vậy là thấy rồi nè. Như vậy là thấy rồi nè. Coi như lượt này thôi, Huệ đi. Lượt này Huệ. Và bây giờ lượt cuối cùng sẽ phân thắng bại. Xin mời. Năm vòng chuẩn bị, năm vòng quay. Trời ơi, tôi sợ tôi ó vô đây luôn quá. Năm vòng quay, Tiến Lực quay nè. Ai da Ma. Mô Thúy Ngân lại. Ôi trời, trời không phải gì. Tiến Lực, từ từ mình định. Chị Ngọc vô vòng đi. Oh no. Né né được cơ, né né dự. Minh dự loại, rồi. Né né được cơ, né né dự. À, Lâm Tử Dạ loại. Sao không tìm, em không tìm được cái gì hết vậy? Hả? Từ hồi nãy giờ, tôi chưa thấy Lâm Tử Dạ tìm được cây súng bao giờ. Tiến Lực, bắn đi. Bắn. Bắn bên trái kìa, bên trái nữa. Đúng rồi. Phải, đúng rồi, thẳng luôn. Bên trái anh. Bên trái. Bên trái nữa. Người ta gạt đó. Bên trái nữa. Ủa, xong rồi hả? Xong rồi anh. Anh bắn như là chiến trường một mình anh. Em đeo cái này em không thấy được cái gì hết trơn á. Ủa, hai trò chơi trước mình thắng, trò chơi vòng này mình vẫn thắng, là mình thắng 3-0 rồi hả? Xin lỗi, chịu không nổi. Ủa, là đợi mình thua ba lần luôn hả? Sao hôm nay thua thật thà vậy? Tha thiết quá. Tụi em như thì như kiểu bà đặt công mà anh kiểu vậy. Trời ơi. Wow. Trời, bắn lên Lan Ngọc rồi, bắn lên Ngọc rồi. Như vậy là thưa quý vị thân mến, đội của Tiến Lực hiện đang dẫn trước. Mà trước khi đến hình phạt, mời quý vị cùng đến với chuỗi kịch của gia đình Bảy Đù đã chuẩn bị cho quý vị trong thời gian vừa qua. Đó chính là kịch bản nói về viện dưỡng lão. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Chỗ nghỉ gì đâu mà sang trọng như khách sạn vậy trời. Vậy mà viện dưỡng lão gì? Biết có vô lộn lát chúng chửi tôi nữa nè. Mày ghi địa chỉ ở đây. Dạ sao à? Vụ gì? Hả? Vụ gì? Cái vụ gì? Tự nhiên thổi kèn dữ vậy? Đứng lại đi. Chủ lại. Tôi ăn Úc. Úc hả? Ờ. Úc chú vô đây làm gì? Vô kiếm ông Bảy á. Ông Bảy? Chú gian dối, ông Bảy trong này không có ai tên Bảy hết. Có là ông ghi chú đi. Chú vô đây làm gì? Ông ghi địa chỉ ở đây, tôi vô tôi kiếm chú ông Bảy. Chú cầm cái gì ở đây? Đây đồ của tôi. Bỏ xuống. Đồ của tôi bỏ xuống. Bỏ gì? Xuống, chú bỏ xuống không? Đây mà bắn dữ vậy. Chú bước lên đây. Tôi nói cho chú biết, chú bước chân vô đây rồi, một cái hành động lạ của chú thôi là hậu quả thảm khốc đó chú biết không? Nãy gì làm gì đâu lạ trời. Chú đứng im đi, chú đừng có nói nhiều. Mê cái gì vậy? Cái gì nóng hổi vậy? Trời đất ơi, đồ ăn chứ gì nóng. Đồ ăn gì? Bánh chưng bánh tét mới gói dưới quê lên, không nóng chứ không lẽ lạnh.
gì? Con này con gì? Thì con gà với con gì? Chú giao gà vô đây cho ai chơi? Cho ông Bảy ông đòi chơi. Ông này không có ông Bảy. Ông thèm gà. Chú đi đá gà ở đâu bị công an dí, chú bỏ chú chạy rồi chú trốn phải không? Đã kiếm ông Bảy thiệt. Ông Bảy không ở trong này. Ông ghi địa chỉ ở đây. Chú ngồi xuống đây. Tôi nói cho chú biết, đây là nơi không dành cho người bình thường. Đây là viện dưỡng lão Happy. Là gì? Hạnh phúc. Nhưng mà nó thiệt là vô đây kiếm cha Bảy. Ở đây có ai tên ông Bảy không? Ở đây không ai tên ông Bảy hết. Ông Lùng Lùng á. À, Lùng Lùng thì có một ông trong này. Ông đâu? Nhưng mà chú muốn vô đây chú phải gặp tôi ngoài kia. Tại sao tôi đứng tôi gác ngoài đó mà chú lẻn qua cái chòi gác của tôi hay thiệt. Mày nói chuyện mới kỳ. Tôi đi ngang tao tính chào mày thấy mày ngủ tôi chào mày làm chi? Mày ngủ gỡ. Nhỏ tiếng thôi. Bác gì nhỏ tiếng? La ông sùm ta biết tôi ngủ, người ta đuổi tôi không chạm. À, vậy mày đuổi tao ra phải không? Cho nó ngủ thôi, bảo vệ. Đây, 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 ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Bây giờ tôi ra ngoài đó, tôi phải làm cái giấy, chú hiểu không? Tại muốn ra vô trong này phải làm cái giấy, trong này khó lắm chú kì, ơi. Ghi Trần Văn Út vô thăm thôi. Trần Văn Út vô thăm ông Bảy. Đúng rồi. Chú đi từ đâu xuống? Ở dưới Cà Mau á. Chờ chút nha, chờ chút nha. Hãy quên đi chuyện ngủ gục nha, quên đi, quên đi. Quên. Bảy ơi, Bảy Bảy, phòng mỏng phòng nào trời? Hello. Mới à? Mới vô à? Mời ngồi. Lâu chưa? Mới nửa buổi à. Đang chờ thằng kia ra nó ghi giấy gì ký cái nó mới cho vô. À, ở ngoài đó hả? Ừ. Có làm khó làm dễ gì anh không? Ai làm gì đâu điều tra dữ vậy? Ai điều tra gì anh đâu? Tôi là hỏi thăm người mới thôi. Hỏi thăm thái độ trịch thượng vậy? Bởi vì ở đây là chúng tôi là những người có tiền. Bẻ mắt kiến bà giờ mà nói chuyện không? Gì vậy? Ủa bà là gì đây? Ôi, tôi là người ở đây nhưng mà phải... Người ở đây là người ở đây thôi. À? Người ở thôi mắc gì nói chuyện dữ vậy? Ở đây tụi nó ở cho tôi. Ủa vậy bà là chủ hả? Tôi không phải là chủ. Tôi là khách được mời đến đây. Tôi đến đây để mua những cái dịch vụ ở đây phục vụ tôi. Ủa bộ dây vô đây bộ tốn tiền hả? Trời, ở đây là viện dưỡng lão 5 star. Do you know 5 star? Là cái gì? Viện dưỡng lão 5 sao. Như khách sạn vậy hả? Đúng vậy, cho nên là tôi khá thắc mắc với cái bộ đồ này của ông anh đó. Không có đồng phục luôn. Vậy là không đủ tiền để mua đồng phục luôn. Cho tôi hỏi cái chỗ này bán nhiêu tiền? Trời, một bộ này hả? Cũng... Tôi hỏi cái đất này đã tôi mua luôn, tôi chôn chị ở đây nè, chứ nó không có tiền gì. Quan nghiệp, cái miệng thì cái miệng quan nghiệp. Vô đây là để nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, mắc gì chôn tôi ở đây. Nãy giờ làm khó làm dẻo, giờ liên quan quen biết nó nhiều dữ à. Thì tôi thấy anh lạ, tôi vô tôi hỏi thăm thôi. Tôi sợ anh không biết thì tôi hướng dẫn. Nó đang mệt gặp kia xong về gặp tới bà này nữa. Ủa, dưới quê lên hả? Dưới quê lên. Quê nào à? Cà Mau. Có phòng chưa, phòng số mấy, tôi dắt đi vô cho. Không có biết số phòng. Không biết số phòng. Cha Bảy thôi. Cha Bảy nào? Cha Bảy đó. Ở đây làm gì có ai có tên Bảy ta, tên ngộ vậy? Ông Lùng Lùng nhỏ nhỏ đó. Lùng Lùng nhỏ nhỏ. Gì mà ồn ào vậy mà thấu? Tôi nè. Đây đây đây, cái gì mà ồn như vậy? Người mới. Trời ơi, ngủ một chút xíu mà cũng không yên với bạn. Ủa? Trời ơi. Út. Mày đâu vậy? Nói nghe, sao ghi địa chỉ không cho số phòng sáng người ta làm khó làm dễ tôi kìa cha. Thì ghi địa chỉ là tới đây thôi, rồi vô đây là báo rồi. Qua nhà ông Xuân người ta chỉ. Mà chết cha, tao qua tao báo nhà ông Bảy hả? Qua báo qua nhà ông Bảy. Người ta đây không biết Bảy đâu. Ủa là cái này là người quen của anh hả? Em bên dòng họ. Ồ. Ông chú Chính ở bên ngoài á. Là vô thăm á hả? Vô thăm. Sao đại nói kiếm ông Bảy nào mà? Thì ở dưới quê thứ Bảy. Trời ơi, ở đây đâu có kêu đâu ông Bảy. Kêu gì? Kêu là ông Xuân. Cho nên kêu Bảy đâu có biết ai. Trời ơi, để kể nghe Tết vừa rồi tính về mà nó. Ở dưới người ta sợ ông đau, ông bệnh không có về được lên đau, thăm. Đau, bữa bị đau lưng cho nên sợ ngồi xe không nổi. Đau lưng với bộ đau chân không về dưới được. Sợ ngồi gì ấy? Ê, bánh tét. Ai gói đây? Em gói đó. Tét nhân gì vậy?
bánh tét nhân dừa. Nhân dừa mà lát ra tét ra nhân thịt là chết tao à. Ủa tét hay dừa? Hả? Dừa hay thịt? Đó, ăn nhậu cho cố vô đồ lú lận. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ nhậu đi mới có vợ có con được. Năm nay 60 mấy, 60. Để coi, ngọ dần ít mùi. 58 tuổi rồi. Không lẽ mày tính không có lấy vợ lấy con hay gì? Chi? Nhậu tự do cho gái thèm chơi mắc gì lấy vợ. Cái gì? Hay là mày không thích phụ nữ? Vậy đi. Tôi nghĩ vậy đó, tại nãy giờ ảnh khó chịu với tôi. Tôi chọi trứng vô mặt chị giờ nghe. Tôi thấy ảnh không thích phụ nữ thì chỗ gia đình ta đang nói chuyện chỗ nó bỏ vô hoài. Bà Thu, bà đem mấy cái này vô bà ấy ra là bà mấy cái đó ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi mượn bà cắt thôi, ai cho bà ăn? Ủa ở đây tôi đâu phải là người ở. Vô phòng bà cắt giùm cái. Bà có ở đây không? Cái dây em thì nín cái miệng giùm. Ủa kỳ vậy? Tôi là bạn ổng. Ê, cái gì vậy? Bắt nó vô chứ để làm gỏi ăn. Trời ơi, mà đem con gà chi cho cực vậy ốp. Gà trên này gà công nghiệp không hại, dưới mới là gà ngon. Ê, nó... Trời ơi, con quỷ gà. Sao vậy con? Gà này của ai hả? Nhà mày nuôi hả? Nuôi á. Mày hốt đi. Thôi đi đi con, phóng sanh nó đi. Đi đi con. Đi. Gà người ta bị phóng sanh. Phóng sanh bà, thả bà ra biển lớn. Ôi mày đừng có nghiệt cái miệng mày sao á. Để tao, để đó, tao chỉ cho. Ở dưới quê là bắt gà, nhưng ở trên thành phố người ta không bắt gà, người ta lùa gà không à. Lùa. Lùa gà, vô con. Đây, vô. Đó, thấy chưa? Đó. Thấy không? Trời, lùa hay. Gà mà đứng như đại bàng. Lấy chiếc dép. Mày lấy chiếc dép mày Út, mày để đó, mày để đó. Đó, 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 để làm dấu ha. Mình đi qua mình đừng có đạp, hiểu không? Né, 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 tao cất đại bàng. Ủa, cất đại bàng hả? Coi chừng nó bay mất tiêu nghe trời. Trời ơi, nuôi kỹ lắm á. Chị vô chị làm được, ăn gì ăn dọn ra nhậu chơi. Trời ơi, tôi trước giờ toàn người ta phục vụ không mà có biết làm cái này đâu. Trời, 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 sao nặng quá vậy nè. Mày mốt đi thăm ở trên này, ổng đầy đủ lắm, đừng có mang vô gì trơn trời á. Ê, hết đau chưa để đem thuốc lên cho. Thuốc ở đây có ba con Jessica, lo. Ủa, Jessica là con nào nữa? Bé hộ lý điều dưỡng ở đây mà, mới về. Nó nghe, ở dưới không may nhậu hết á. Lên đây nhậu bữa đã có đem chai rượu ngon. Nó nói mày bao nhiêu lần rồi nha, Út nha. Bỏ bớt bia rượu đi. Bỏ gì nhậu. Trời ơi, ơi. Tôi mới nghe nói có chai rượu hả? Có chai rượu ở trong á. Trời ơi, tôi cũng mê nhậu dữ lắm. Không mấy tôi với anh làm vài ly. Nó nghe, mấy đứa bằng nhậu tụi vui qua đó nhậu đứt nó chết trơn trọi rồi. Nay hai người nhậu với tôi đi. Yên tâm, cái gì tôi tỉa. Ai sống mà không chết, quan trọng mình chết như thế nào thôi. Quan trọng vui bữa. Đúng vậy. Gọt đồ ăn, dọn rượu ra. Ok, đợi tôi chút xíu. Ok. Ê, nói cho mình nghe. Thôi nhậu đi. Lớn tuổi. Ê lắm. Ở đây người ta không cho nhậu quy định. Bảo vệ ra ngoài rồi, hình như nó ngủ thôi đó. Ở đây nhiều khi có camera người ta gắn tùm lum á, mất công lắm. Vậy hả? Phiền lắm. Thèm thì nhiều khi mình có thèm, tại hồi xưa mình còn trẻ mình cũng khoái cái gì. Gì? Khoái cái gì? Gì? Bà làm lẹ vậy? Nhậu tôi lẹ dữ lắm. Trời ơi, ngon nha. Trời ơi. À, cái này là mấy đứa trên mạng nói là món Harry Won đúng không? Món Harry Won sao? Harry Won kim chi á. À, đúng nhỏ rồi. Diễn viên trên mạng á. Đúng rồi, món Harry Won á. Lấy ly này uống luôn được không? Thơm quá, thơm quá. Mở ra, mở ra. Mở ra. Trời, cái gạo rượu mình nghe cái mùi biết liền ha. Quá trời. Đàn bạn ghét nghe hơi rượu sao mãnh liệt quá vậy? Trời ơi, tôi nghe một cái là ở trong này nó ứa ra quá trời luôn. Trời ơi, vậy hả? Thèm dữ lắm. Chị. Bà quên nữa, thôi vô lấy chén đũa tụi tôi ăn cái coi. À quên, vô lấy chén dĩa. Sao ủ làm cái đi. Đợi, đợi tôi vô lấy chén dĩa rồi mình làm một lượt luôn. Rượu ai nấu hả? Ở dưới tôi kêu con nhỏ hàng xóm mới nấu, con ba đó. À bé ba. Nhà nó bán rượu nhớ không? Tôi đặt riêng chai đó. Ở trên này tụi nó có ăn hiếp không? Chuyện lạ mà ăn hiếp cha. Thằng bảo vệ sao nó khó tánh quá vậy? Cái chuyện của người ta, cái công chuyện của người ta. Ở đây mà nhậu là cấm. Tính đập cho nó nhập viện luôn. Để đi đi. Rót rót đi đi. Chứ vậy, đây ba người đủ rồi. Để đó chi. Ấy, có trước có sau, tuần trước có ông mới chết ở chỗ này. Có ông mới chết ở chỗ này. Ủa vậy hả? Ờ đúng rồi. Nhớ rồi. Vô ông cái. Ông bệnh nền. Ông cũng đủ vô nhậu. Nó nhậu đi nhậu đi, cái tôi không nhậu. Cái ông nhậu xong ông nằm ra, ông ra ông chết luôn. Vô. Vẫn nhậu hả? Vẫn nhậu. Rồi thôi. Không uống. Ở đây người ta cấm. Nhưng mà để ly của tôi ở đây đi. Tôi nó không uống. Thì tôi uống đâu. Để chi? Thử.
Vô đi, vô đi. Bộ thử cái ngon à. Vô. Coi chừng nha, coi chừng nha. Ủa? Đây người ta cấm. Sao không? Tôi đâu có nhậu, tôi uống mình mà nhậu là hai ba người. Uống mình mà nhậu. Đã he, đã he. Tuyệt vời. Trời ơi. Út, tôi nói mày nghe nè. Anh là anh thương mày lắm. Anh cũng có tiền chứ phải không? Thôi chuyến này đi lên thành phố thôi. Lên mấy ngày về đi. Chứ đừng về liền. Vậy hả? Tao cho tiền đi làm răng. Nani? Khó lắm, cái hầm này vô bác sĩ trả về á. Mấy ca này khó. Cuối cùng làm mà không làm. Làm đi, để cho nó gọn gàng. Giấy tờ có rồi nè. Chú ông ơi. Cũng bổn lắm. Đây nè. Ủa? Ủa đông à, hả con? Ủa chú Sơn. Ê! Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Đi vòng qua đi. Mình ha, mình ở đây có mình. Ê gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Đây là bên tổ chức nào? Tại sao? Ý tao nói mình là cá. Ý là phân gà đó. Đi quê lên. Đây đi. Nó đi kiếm chú. Khoan đã. Sao? Mọi người mới uống rượu đúng không? Không. Gì? Ai uống rượu? Tôi nghe mùi rượu. Ly trống trơn mà uống rượu. Đây gì nè, cái món gì mà của Hàn Quốc đó, món gì Hadiwon. Chi Hadiwon? Người ta ủ lên men. Chú Sơn mời chú ngồi đây. Đến lúc tôi làm việc rồi chú Sơn. Đâu mấy cái ly không có rượu. Rượu chú em lặng đi chú. Chuyện này không những ảnh hưởng tới chú mà ảnh hưởng cả sự nghiệp của tôi nữa. Dì Thu. Chào con. Vụ gì vậy? Nãy giờ dì ngủ mới vậy. Tôi đề nghị dì thổi nồng độ cồn. Trời ơi. Ủa mà Phan. Con ơi Phan, cái này nó. Cái này đang ở trong nhà, đâu phải đi ngoài đường đâu đo nồng độ cồn. Bây giờ dì cứ thổi đại đi. Thật cái cây nó thổi nó đo được hả con? Dì thổi ra con ra không khí đi. Là rượu. Tôi dì chưa thổi dì. Là rượu, dì mới thở nhẹ tôi nghe mùi rượu rồi. Có đâu, dì hồi nãy dì xúc nước rút miệng cồn. Đề nghị chú thổi. Cái mùi dầu xanh không con? Là rượu luôn. Chú nói thiệt đi. Từ đó đến giờ chú vô đây chú không bao giờ làm khó làm dễ con. Hôm nay chú nhậu ở đây làm gì là chú làm khó làm dễ con rồi. Tại con biết không, nguyên đợt Tết vừa rồi là con về quê. Chú với bà Thu ở đây nè, có đâu về quê đâu. Thì hôm nay có thằng em bà con xa ở dưới Cà Mau lên. Là nó đem gà, nó đem chả rồi nó đem... Trời ơi, còn đem đồ ăn vô đây nữa. Tại gì không. Này cả nhà làm, này nhà làm. Nhà làm cũng không được, chỉ có ở đây làm mới được ăn thôi. Nói chung mà đừng có nói con chết chứ ca nó biết nó chữ. Trời ơi, chú biết rồi, ở đây mỗi lần mà bếp nút nấu nướng là phải có người thử, có người test. Trời ơi, không. Phải đúng với chế độ của từng người. Nhưng quan trọng là ở đây đâu có mấy món mà Tết dày ở dưới quê lên nó mới quý. Những cái món ăn ngày Tết là biết là cần, nhưng mà ăn nhiều là ảnh hưởng sức khỏe. Mấy người này ai cũng có bệnh trong người hết. Đồ ăn dở mà rượu ngon lắm. Chú đừng có nói vậy, con không phải là cái phường ham nhậu. Cái này á, là cái gạo, là gạo riêng. Mình trồng organic, tức là ở trên trồng lúa là ở dưới là mình nuôi cá. Rồi mình tận dụng cái phân của cá để mình trồng cho cái cây mình không muốn phân. Rồi một vụ là mình trồng có mấy xào để gia đình mình bắt đầu mình lấy gạo là nó cho mình về mình ủ. Ngâm rượu ha. Ủ xong mình nấu. Cái men của gia đình tự làm, men lá. Dạ. Rồi mình ủ ra cái rượu này. Nó thoang thoảng. Thật ra nó rất là thơm, con vừa bước vô con nghe mùi cũng biết liền. Uống đi. Kê không? Em không? Em vô. Bà vô ghép đi. Đậu qua. Rồi mày nhậu tao là bảo vệ cho. Vô, chúc mừng năm mới đi. Mặc dù qua rồi mà chúc mừng đi. Thôi. Lắm mà. Khó khăn nhau chi. Dạ đúng khó rồi. Khó khăn nhau chi. Trời ơi thơm quá. Làm miếng màu đi. Từ từ thay đồ nhà làm hết á. Dạ. Trời ơi lâu lắm rồi tôi mới có được cái mùi vị gì đó trời ơi. Quá. Từ thôi. Hôm nay vui quá. Vô cái. Vô. Hey, nhân ngày vui hôm nay. Dễ gì mới có được dịp chụp tấm hình làm kỷ niệm. Ok. Selfie hả? Nhớ đăng mạng. Tôi muốn chụp với bạn tôi tấm hình nữa. Trời ơi, nó làm một bãi ngay đây rồi, ngồi con hốt rồi. Làm dưới kìa đó, mày hốt giùm tao đi. Trời ơi, lẹ lẹ bà. Vô. Ok. Nhớ đăng. Ok, tôi tát. Tắt hết vô luôn. Chị Thu nhớ tát con nha. Thằng Đông không lạnh nha. Thằng Đông không lạnh. Tôi gửi email cho tôi.
Email hả? Ừ. Email gì? Anh đã quên em rồi. Trời ơi, buồn tình đặt email đó nè. Email amoc@gmail.com. Vô. Vô đi. Bài ông mạnh lắm á. Ngon quá. Hết luôn nha, hết luôn nha. Hết luôn rồi, tôi uống giấm thấp thôi, tôi để ấy người bệnh bệnh. Nó nghe bộ trong này mấy ông bà già chết hết còn hai người này thôi hả? Không phải. Khu khác. Ở khu khác, mỗi người mỗi khu, trong này sướng lắm. Cứ nhậu đi. Chúc làm gì vậy? Thì sao? Chị với lão đã phát hiện thì sao? Con bị đuổi. Chúng tao đâu có bị. Vậy chết con. Nói chơi vậy thôi. Ủa gì? Ủa gì vậy? Làm gì vậy? Ngáp chưa vậy chưa gì ngủ. Bà hai vậy? Bà hai diễn, ai diễn sức lắm. Ê, sao mà lấy hơi lên không vậy? Gì vậy gì đâu? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ê, có kia nào. Bị cái gì? Có cần con kêu người tới chở đi bệnh viện không? Jessica bên đây nó nghỉ phép rồi. Trời ơi chết rồi bây giờ sao vậy? Căng xong, căng xong. Đi mà đi, khi mà lên phòng y tế. Rồi đi mà lên phòng y tế. Lên máu uống nhậu lên máu. Mày mày em mà đem rượu lên chi? Trời ơi đâu phải tại tôi. Phải ham vui mà uống. Cái bà này nè. Khoan để tôi hỏi coi. Nói nghe. Bị lên máu sao còn uống rượu chi? Đi lên máu. Trời ơi, ngủ ghê vậy đó. Đi. Đi đi đi, lên lên lên. Đây là phần cuối, cũng không nói gì thêm nữa. Vâng. Thắng làm vua. Thua bị phạt. Đúng vậy, chúng ta có hai hình phạt chứ mấy? Ba lần. Hai. Hai thôi. Vậy là có một người không được ha anh. Một người là một cái gì đó khác biệt. Đầu tiên nhân gái bóc trước. Đây là kẹo. Cái người mà khác biệt là ăn mà. Cây kẹo này nút hết sẵn vô rồi uống coca. Đúng rồi. Trời nó nổ banh họng luôn á. Của em là gì vậy? Rồi. Dạ kìa. Rồi xong. Chúng ta có hai hình phạt. Phạt thứ nhất là cái viên kẹo sủi này thả vào nước ngọt thì nó xì bọt. Thứ hai đó là bánh mì sandwich kẹp nhưng đặc biệt. Ai? Dạ em là Coca Methon. Coca Methon. Rồi xong. Mình tốt nữa là ghi Methon. Nó ghi Methon. Thì đó. Cái mình chất quá học. Rồi. Của Minh Dự. Đây chính là nước tạo bọt. Ngân. Bánh mì không. Bánh mì thiên nhiên. Nhưng thực vật. Còn là bây giờ. Dạ đây. Cảm ơn dữ vậy mắn. Trời. Trời ơi hay vậy. Nụ cười. Làm bây giờ sẽ là người duy nhất trong đội đứng nhìn đồng đội mình đau đớn. Trời ơi. Trời ơi. Nani. Mời Ngân. 50%. Wow. Những đứa không ăn được qua sẽ bị phô. Cố lên. Thả miệng ra. Cay đắng nào mà trả qua. Những thứ cay đắng nhất mà đã vượt qua rồi. Cay đắng này nhầm nhò gì nữa. Đừng có nêm, đừng có nêm. Một miếng nữa, cắn mươi mà thôi cắn miếng nữa thôi. Đừng có trải nghiệm, nuốt luôn đi. Còn phần còn lại thương ai thì tặng người đó. Nuốt luôn, đừng có trải nghiệm. Minh Dự. Dạ. Anh ơi nó có bị nổ banh họng luôn á. Sẵn sàng chưa? Nhanh nghe luật nha, nhanh nghe. Thả miệng ra. Vô lực lực. Vô lực lực. Trời ơi. Vô lên. Sặc em tội gì. Rồi. Lấy cái nước này rửa nó mới sạch nè. Nước nó sạch đâu, nước này nước này. Ngày hôm nay Minh Dự là cũng gác lại công việc để đến đây với anh em tham gia bảy nụ lần nữa. Thì lần trở lại này với một cái tâm thế mới là cũng chịu khó nhận những cái đòn đau đớn của anh em hơn. Thì em thấy sao? Dạ thì em thấy cũng quen rồi anh. Tại trước khi em tới thì em cũng nhớ về những ký ức của em. Thì em nghĩ và em theo dõi chương trình, em thấy là chương trình càng ngày nó càng có những cái khác biệt hơn. Cho nên là em là con người chịu khó, em chịu được. Em chịu được. Và chúng ta hãy vỗ tay đi ạ. Vỗ tay cho những sự chịu khó của Minh Dự. Cảm ơn Minh Dự và chúc cho những dự án trong tương lai của Minh Dự cũng như công việc dạy học của mình sẽ ngày càng phát triển và mang lại nhiều giá trị cốt lõi tinh thần cho các em. Anh được nhắc từ dạy học em ngại từ bữa nay quá. Sao vậy? Sao vậy? Em thua nhiều quá. Học trò thì nó qua môn, còn em thì ở lại nhiều quá. Không, hôm nay là chơi vui mang lại tiếng cười cho học trò thôi mà. Dạ.
sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Vỗ tay cho Quang Tuấn và Võ Tấn Phát. Yes. Ủa? Trời ơi. Ở vô đó, vô. Lên, anh bắt ngồi trước. Rồi chưa? Rồi, đi. Tên một ca sĩ trẻ Việt Nam dưới 30 tuổi. Mời. Nhiều lắm. Hoàng. Phúc. Bảy. Yes. Bảy. Dưới 30. Trời ơi. Hoàng Phúc là dưới 50.